Chào mừng các bạn đã đến với kênh. Hôm nay mình chia sẻ thợ cưa đang cưa cây vú sữa, mời các bạn cùng xem nha. Thợ đang đứng trên cây cao đó các bạn, chuẩn bị tiến hành cưa, mời các bạn cùng xem ha. Thank you.
Cùng quá. Bụng à. Đây nữa nè. Không, đây nè. Mày nó cũng mẻ. Tại mày đâu. Mày mới được mới được giờ. Cắt xong rồi các bạn. Đã giải cứu cái lưỡi cưa nhỏ này khỏi cây. Mày nãy nghe lại anh là ôm mấy bự lên là lụ quá. Lên cắt 5 phút. Tại biết đâu chú chừa sữa cứng lắm, đụ mấy mấy nhỏ lên chịu nổi đâu. Cây vú sữa này cưa xong rồi các bạn, thợ dưỡng một nhánh, cắt bớt một nhánh để cho thân nó to đó các bạn. Góc bên đây là cũng tỉa hết rồi này các bạn, cây này cũng tỉa bớt rồi, mỗi lần là ra phủ kín hết, mai tỉa bớt cho gọn lại các bạn. Cây nhiều lắm các bạn mà chuyển đi hết, còn lại bốn góc bồ ôm. Đây nè các bạn, đây còn ba góc bự, một góc nhỏ. Chuyển bầu ôm ngay cái tỉnh trống đó các bạn, bầu ôm lớn lắm, cây vú sữa. Thôi mình xin dừng video tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn trong video sau ha. Bye bye các bạn.